Theo báo cáo của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên hiện có 11 đảng bộ cơ sở, một đảng bộ bộ phận với trên 3.000 đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác quy hoạch cán bộ, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch. Trong đó chú trọng công tác đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch, đảm bảo lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, đạo đức. Trong hai nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên thực hiện số lượng quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy, đảm bảo nguồn quy hoạch từ 1,5 đến 2 lần so với số lượng cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy đương nhiệm. Việc phê duyệt quy hoạch đảm bảo số lượng, thành phần, cơ cấu theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Tại buổi kiểm tra, hai bên đã trao đổi làm rõ ưu điểm, khó khăn, hạn chế trong triển khai công tác quy hoạch cán bộ của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo kế hoạch, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ, làm việc trực tiếp với đảng bộ trực thuộc và cá nhân đảng viên trong quá trình kiểm tra thực tế.